Thôi cứ là ăn khổ tao đi. Mày ăn đi. Tao đã ăn không được rồi. Hồi nãy tao uống cà phê tao đã thấy nôn rồi. Thôi em ăn khổ ăn nha. Em làm béo nhất nha, em phải ăn nhiều. Ê y4 nữa kìa. Ê y4 chạy giò á.